Hi các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình và mình là Thắng nè. Ui các bạn ơi, thì hôm nay Thắng phải thực hiện cái thử thách mà phải gọi là cái thử thách này nó cực kỳ đặc biệt. Một thử thách 24 giờ, đó chính là 24 giờ thử thách làm mẹ, mà không phải là làm mẹ của những đứa trẻ học lớp 3, lớp 4, cấp 1, cấp 2 đâu nha, mà cực kỳ là khó, đó là Thắng phải làm mẹ của một đứa trẻ sơ sinh. Còn không biết là phải chăm cái đứa trẻ sơ sinh như thế nào này, mà đứa trẻ sơ sinh chắc bảo nó hay khóc nhé, mày nó khóc suốt ngày luôn ấy, bởi vì Thắng thấy các chị hàng xóm mà Thắng có em bé mà suốt ngày nó khóc thôi. Chắc là hôm nay ở trong game nó cũng như thế, nhưng mà Thắng sẽ cố gắng bởi vì trong game nó sẽ dễ hơn ở bên ngoài, nên là sẽ cố gắng thiện cái thử thách này nhá. Ok, và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng là mẹ hay, bạn nhớ để lại Thắng một đăng ký kênh nha, một like còn nhiều động lực giải video tiếp theo. Còn bây giờ thì đi đến cái ngôi nhà của Thắng, các bạn ơi, let's go. Vâng, xin giới thiệu với tất cả các bạn thì đây là ngôi nhà của Thắng và đây là cái quạt trần. Đùa thôi, đây này, đây là cái thằng con của Thắng. Hiện tại Thắng chưa biết thằng con này là gái hay là trai bởi vì là người ta chưa cho mình tháo bìm của nó ra. Trước khi vào game thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả mấy cái ngôi nhà của Thắng nha. Thì đây là cái nhà bếp kiêm phòng khách, nói chung là cái chỗ này là để chăm cái thằng cu kia. Còn mấy cái cửa này ấy, mình khóa hết rồi, với cả người ta cũng khóa hết rồi. Người ta không cho trẻ nhỏ bò ra ngoài, mình cũng không trông được, nói chung là trẻ nhỏ hay bò linh tinh lắm. Mà mình cũng không trông được, mà người ta thử thách mình 24 giờ làm mẹ ở trong nhà mà làm sao mà ra ngoài được. Chỉ có một cái phòng này với cái phòng bên này. Mà phòng bên này để làm gì ta? Phòng bên này không phải là phòng đâu, chỗ này chỉ là cái chỗ đi thôi. Còn bên này này, đó, bên này là phòng của cái thằng con mình. Và đây là cái lôi của nó. À, hình như nó đang đòi cái con gấu màu đỏ hay sao ấy. À, đây, thùng đồ chơi này. Nói chung là trong cái phòng này toàn có đồ chơi luôn, chẳng có cái gì ngoài đồ chơi. Ơ, mà mình không thấy thùng rác à? Sao trong nhà mình không có thùng rác ta? À, đây có thùng rác này. Đây phải thùng rác ta, phải thùng rác các bạn này. Thùng rác này không mở được nè, thế này thì vứt rác ở đâu? À đây, may quá có một thùng rác rồi, tí nữa thay bìm còn vứt ở đây chứ. Được, bây giờ mình sẽ ra nhận nhiệm vụ xem nào. Là ngày đầu tiên ấy, thì mình sẽ phải làm gì cho cái thằng cu này hay là cái đứa này đây? À, biết ngay mà, lúc đấy mình nhìn thấy ngay rồi là cái thằng cu này nó đang đòi chơi con gấu bông này nè. Bây giờ thì mình sẽ vào mình lấy con gấu bông màu đỏ này. Đấy, nói chung là chỗ nào cũng có đồ chơi, có gấu luôn. Trên cái lô này thì có một con màu tím này, ở cái ghế này cũng có một con màu tím luôn. Bây giờ mình sẽ cầm cái con màu đỏ này, màu đỏ tai của nó màu vàng, con gấu này nhìn đẹp nhỉ. Bây giờ mình mang ra cho nó. Đây, cầm con ơi này, con ơi, nào cho nó này. Đó, nó cười luôn này, nó có đòi gì không ta? Nhưng bây giờ bế nó cố. Con này đang đi rồi các bạn này, con này đang đi rồi. Đâu rồi? Nó đáp mất con gấu rơi đi đâu rồi nè, rõ ràng đáp xuống đây mà bây giờ không nhìn thấy nó đâu luôn à. Khiếp, nó đáp một phát lên tận cái chỗ bàn điện thoại này luôn. Vậy như bây giờ nó đang đòi cái gì này? Nó lại đòi máy bay này các bạn ơi. À, người ta tính dây cho mình nữa nè. Phải nhanh lên thì không là hết thời gian là mình sẽ bị thua ngay. Đây, lấy máy bay. Đấy, khổ thế nhở. Trời gấu chán rồi, bây giờ đáp đi này, đòi mình máy bay. Đó, cho máy bay. Cộng 20 giây. Ok, xem là nó có chán, nó có đáp đi không ta? Ui, nó lại đáp đi luôn này các bạn này, nó đáp máy bay rơi xuống đây luôn này. Xem là bây giờ nó đòi cái gì các bạn này, nó đòi cái gì đấy? Ui, nó đòi đi ngủ nè. Bây giờ mình sẽ bế nó đi ngủ nha. Đấy, kiểu chơi chán rồi sẽ bắt đầu lại đi ngủ ấy. Rồi bế nó vào cái lôi này, khỏi là nhìn mình đê bế nó này, y như là người mẹ chuyên nghiệp luôn. Bế vào đây, đặt nó đi ngủ. Trời ơi, tưởng gì hôm nay mình đặt 50 kim cương này. Ui, chắc em bé dễ phết đây các bạn ạ. Rồi tiếp tục nhận 50 kim cương MR sang ngày thứ hai này. Play xem nào, ngày thứ hai làm gì đây? Play phát xem nào. Ồ, ngày thứ hai là nó đòi ăn này các bạn nè, đòi ăn này. Đâu rồi? Ai nó đòi cái mút ti ti bằng nhựa, ti ti bằng cao su sao? Thì bây giờ mình sẽ đi lấy ti này, nhưng mà hôm qua mình cho nó ăn nên nó vẫn bẩn, nên là bây giờ mình sẽ phải rửa nó đi. Rồi xả nước nè, xả nước ra. Rửa nè. Ôi ơi, giống thật thế nhở? Rồi sạch nha, bây giờ mình sẽ cho nó mút nha. Thì hôm nay mình sẽ có 3 nhiệm vụ nè. Nào, đến gần nào, cho nó mút nè. Đó, xong một nhiệm vụ đầu tiên rồi nha. Còn cái nhiệm vụ ngày thứ hai là gì ta? Mình, nó lại đòi đồ chơi này, lại đòi con gấu này. Đâu nhỉ con gấu? Rõ ràng hôm qua nó đặt con gấu ở đây nhở? Mà, à, chắc ở trong này rồi, qua mình mang vào trong này rồi. Đây, cầm con gấu màu vàng đỏ lên. Ok, bây giờ lại cho nó nghịch nữa này, quay nhìn này, nó nghịch chán xong rồi nó lại đắc đi này. Đấy, mình còn 3 phút nha, 3 phút để thực hiện cái nhiệm vụ. Đấy, nó lại,
bên này luôn. Nó ok, xem nó đòi cái gì nữa đây các bạn này. À, nó đòi đi ngủ đấy. Ăn chán nha, nghịch chán xong rồi lại đi ngủ. Rồi, cho đi ngủ đây. Thế nói chung là công việc nhà nắm chỉ có bế đi ngủ cho ăn xong rồi cứ đi ra đi vào. Xong được tặng kim cương thôi. Ok, được tặng 50 kim cương màu xanh. Sang ngày thứ 3 rồi các bạn nè. Xem nào, ngày thứ 3 không biết người ta sẽ bảo mình làm gì đây. Mình lại tiếp tục nhận nhiệm vụ nè. Vào đây. Hôm nay được thay tã rồi nha. Vậy là hôm nay nó biết cái thằng con của mình là con trai hay là con gái rồi. Mà tài nhỉ. Không biết trên đây lại có người mẹ làm mà không biết đâu. Nó con của mình là con trai hay là con gái nữa. Con mỗi một mình thôi. Bây giờ mình sẽ bế ra cái bàn này mình thay tã cho nó. Ok. Mình sẽ cởi nha. Người ta che như này thì mình biết là con trai hay là con gái. Là mình không biết rồi, người ta che này nên là mình không biết luôn. Các bạn nào mà nhìn mà đoán được cái cậu bé này, cái đứa bé này là con trai hay là con gái, cái cậu bé này là con trai hay con gái thì nhớ comment để cho thằng biết nha. Chứ người ta che lại thằng không biết đâu. Bây giờ phải đi vứt cái tã này xuống. À, vứt vào sọt rác này này. Nào, vứt vào sọt rác, vứt vào sọt rác. Mình nằm rơi xuống sàn nhà rồi. Mày, sàn nhà bây giờ toàn phân là phân luôn nè. Trả lên. Ui, thế này tí nữa lại phải lau rồi. Nhà mình nuôi mèo các bạn. Ê, nhà mình nuôi mèo hay là nuôi chó này? Đây có hai cái bát có thức ăn cho chó này mà mình không thấy con mèo hay là con chó nào. Ui, nói chung là bây giờ mình thực hiện công việc của mình là đắp cái này vào sọt này. Nào, đắp vào đây. Ok, đã đắp cái tã vào sọt rác này rồi. Nhưng mà rớt hết ra đây nè. Chán thiệt. Ôi, tụi ơi. Các bạn đi vào phân này nó mắc này. Đó, đi vào phân này nó mắc nè. Rồi từ từ. Đây, cầm cái lọ rô bé nha, rắc vào người em bé là cho khô này. Đó, phấn rô này. Hồi bé bạn nào cũng được dùng cái này luôn, rắc vào người nó bị khô. À, rắc vào người xong nó sẽ khô ấy, nó không bị ướt nữa. Đó, bây giờ mình sẽ lấy tã này. Lấy tã này. Ủa, phải cất đi đã các bạn ơi. Cất đi. Ồ, lấy cái tã này chứ không được lấy cái tã ở trong tủ này. Đây, cầm lên. Chó. Bây giờ mặc cho nó này. Ê, xong nha, mình cầm thêm 20 giây nữa này. Ồ, ngày thứ 3 là gì đây? Mình chưa biết xem nào. À, nó lại đòi ăn này các bạn ơi. Đâu cái ti đâu nhỉ? Cái ti ở bên này này. Ê, cái ti lại bẩn rồi, lại phải rửa này. Đặt cái ti đây. Bật nước lên. Rồi, lại phải xả. Rửa cái ti này. Xong rồi nha, sạch rồi thì bây giờ mình lại ra cho cái cô bé này ăn. Bây giờ mình cứ gọi là cô bé, bởi vì mình không biết là trai hay gái. Rồi, xem là ngày thứ 3 nó đòi làm gì đây? Ui ôi, nó đòi đi ngủ này. Rồi, lại bế đi ngủ, lại bế lên cái lôi này cho nó đi ngủ thôi. Nào. Xong, được tặng 52 viên kim cương. Đấy, đánh giá. Ui, sang ngày thứ 4 nha. Ui, sang ngày thứ 4 chứ không phải là 24 giờ làm mẹ nữa rồi. Tiếp tục nhận nhiệm vụ là bạn ơi. Play nè, không biết là hôm nay người ta cho mình làm gì đây. Ô, nó đòi đồ chơi này các bạn này. Đòi quả bóng này. Bây giờ mình phải tìm quả bóng nè. Đâu rồi, quả bóng đâu, quả bóng nó lăn linh tinh lắm. Ở trong này không có này, trong bếp này không có luôn. Ở ngăn này cũng không có này. Chắc là ở trong phòng đồ chơi này rồi. Các bạn ơi, quay nhìn thấy chưa? Mình chưa nhìn thấy cái quả bóng đấy. À đây, 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 đây. Cái quả bóng này ở góc cửa này. Đây, cho luôn nè. Chuẩn bị đang nghịch chán nó mất đi rồi này. Á, à, cầm lấy. Xem nào, các bạn nhìn nó đáp đi này. Nhìn nó đáp đi này. Ba. Đấy. Mới đếm tới ba thôi mà. À, nó lại đòi ăn này các bạn này. À, hôm nay nó đòi uống sữa thật luôn. Chứ không phải là mất đi giả như hôm qua nữa. Đây. Cho bình sữa mình toàn quên, mình cho ăn xong mình toàn quên, mình không rửa thôi nè, nó bẩn nhem ra. Bây giờ mình cho vào rửa này. Ê, rửa cái bình sữa này. Ê, bỏ nước ra. Ui, mình cứ mở rồi tắt, mở rồi tắt. Đây, rửa bình cái này đi. Ui, toàn bị bẩn ở bên ngoài, không bên trong nó sạch lắm. Rồi, tắt nước ra. Ui, từ nãy giờ mình quên không tắt nước sao, mình cứ để nó chảy từ do sao các bạn. Hôm nay mình nhớ tắt nước này. Nè, đây là bình sữa mình pha sẵn đây nha. Mở. Hơn nước. Ui trời ơi, ui thơm thế này. Ê. À đừng có thơm. Tắt cái gì ta các bạn ơi. Tắt. Không tắt được nè. Cái bình này hỏng mất tiêu rồi chứ không phải là mình không tắt nhá. Rồi cả đây, mình ra rửa cái lắp này đã. Cái bình sữa kia ui thế này chảy sữa hết ra bàn này nè. Tí nữa mình lại phải lau rồi. Cả đây, cả đi. Ê. Ok có nước rồi. Rửa cái lắp này đi đã. Cái gì cũng quẩn, cái gì cũng toàn sữa. Rồi cho thằng cu của mình nó ăn phát nào. Nào ăn đi con.
lại được cộng 20 giây đấy nhá. Kéo gì ui. Đấy, ăn xong lại bẩn này các bạn này. Lại bẩn luôn này. Thôi mình sẽ rửa sẵn để ngày mai thì mình đỡ phải rửa nữa. Rồi, rửa vào đây. Đó, sạch bong luôn. Bây giờ vứt vào đây nha. Ok, bây giờ mình sẽ thấy nó lại đời đi ngủ luôn. Nói chung là công việc nó cũng nhàn phết các bạn nhỉ. Mà may là cái em bé này là ngoan ấy, nó không khóc luôn. Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ tư rồi mà nó chưa khóc một lần nào. Xong lại được tặng luôn, mỗi ngày làm xong nhiệm vụ là được tặng 50 viên kim cương. Ok, sang ngày thứ 5 này các bạn này lại tiếp tục nhận nhiệm vụ. Wow, hôm nay chắc là mình sẽ phải làm nhiều nè. Lại thay tã này các bạn ơi, mình từ từ đã. Hôm nay là kiểu là người ta bảo mình hãy ăn hoa quả để bồi dưỡng thêm sức khỏe để chăm em bé này. Mình sẽ ăn hoa quả đi quả nha. Quả này, hai quả này, mình còn không biết quả gì luôn. Đây, quả này là quả táo xanh này, apple là táo này. Quả này là quả bơ gì pháo. Đây là cái này quả gì không biết ăn này. Hôm sáng buồn, hôm nay mình phải làm 4 nhiệm vụ luôn nè. Rồi ok, 4 nhiệm vụ mình sẽ làm nhanh nha. Bề thay tã này, cởi tã luôn, bế luôn. Đặt vào cái giường này, tháo tã ra và đáp vào trong thùng rác này. Ui trời ơi, cái này mình làm một lần mình biết rồi. Bây giờ sắt phấn rôm vào này. Khô to ngay. Khô rồi thì mình sẽ nhá. Mặc cái tã mới vào. Từ mình đã... Ui dồi ôi, mình đã tháo xuống đất rồi. Cầm lên. Quên mất tháo xuống đất. Ok, để lên bàn này. Ui dồi ôi, lại rơi xuống đất rồi này. Mình nhặt lên. Bây giờ mình mặc cho nó xong. Ui giời ơi, mình được một cái nhiệm vụ thôi các bạn ơi. Xem là nó đòi gì không ta. Nó đòi vào đây, đòi cái gì đây? Hình tròn tròn có ngôi sao à? Là cái gì đây các bạn? Nó đòi đi ngủ à? Hay trong này có cái hình tròn tròn ngôi sao không ta? Đây, nó đòi quả bóng này. Trời ơi, nó đòi cái quả bóng hình tròn tròn sao sao này. Đang làm mà cũng đòi nghịch bóng được. Nó chửi nó đáp đi này các bạn này. Nó chửi nó đáp đi này. Nhìn. Đấy, biết ngay nó đáp đi đâu rồi ấy. Rồi ok. Vẫn còn nhiệm vụ nữa nè. Lại đòi uống sữa, hay quá. Sữa hôm qua mình rửa rồi. Wow, nhiều đồ ăn dã man luôn bạn này. Rồi mình sẽ thử ăn luôn. Sao chân mình thấy mình đi chậm đấy nhở. Rồi mình sẽ ăn này. Ăn luôn nè. Cái này là sushi này. Ăn 2 miếng này, 3 miếng này, 4 miếng này. Mình ăn 4 miếng thôi. Bây giờ đi lấy sữa cho thằng con mình, không là nó khóc. Rõ ràng hôm qua mình rửa rồi, nhưng mà hôm nay lại bẩn như thường luôn. Bật nước ra, rửa tiếp. Đã sạch và tiếp tục bật sữa này. Sữa hôm qua mình quên không tắt, không biết lại còn không. Rồi, nó vẫn chảy luôn, mình không tắt được các bạn nha. Cái game này người ta không cho mình tắt đây nào. Mình không tắt được, nên cháy sạch sữa. Mình quên chưa tắt nước đấy. Phải tắt nước gì này. Còn tắt được sữa không ta? Không tắt được sữa nha. Ấn cái nút nữa là vào hứng sữa thôi. Để cho em bé ăn. Cho em bé ăn rồi. Còn một nhiệm vụ cuối cùng chắc chắn lại bế em bé đi ngủ này. Ok, biết ngay mà mình là mẹ lắm không rồi nên làm mình biết. Cho vào lôi này đi ngủ. Vậy là đã đi ngủ rồi nha. Chúc bé ngủ ngon. 5 ngày tháng làm mẹ chứ không phải là thử thách 24 giờ làm mẹ đâu nha. Mở thằng thấy các em bé trong cái game này là cực kỳ là ngoan nên là thằng không thấy vất vả một tí nào. Mở cũng dễ mà, độc có việc là sáng dậy cho ăn này, xong rồi thay tã này, xong bắt đầu cho đi ngủ này, cho nghịch đồ chơi. Sao mình chưa thấy người ta bắt mình cho em bé đi tắm nhỉ? Đúng rồi, em bé sơ sinh thì là chưa tắm được. Chắc là vài cái level, vài ngày nữa thì mới tắm được các bạn. Và sau cái video ngày hôm nay thì là cũng đã biết một vài cách để chăm sóc em bé sơ sinh rồi nha. Thì bây giờ ta sẽ kết thúc cái video ở đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.